Xin chào tất cả các bạn. Trên tay tôi đây đang là chiếc Mavic Pro và Mavic 2 Pro, hai cái sản phẩm drone mà tôi sử dụng mấy hôm nay rồi. Thế thì một trong những cái nâng cấp lớn nhất của chiếc Mavic 2 Pro so với chiếc Mavic Pro đời đầu đó là nó bổ sung thêm một loạt các cái cảm biến chống va chạm. Các bạn có thể nhìn thấy là cảm biến chống va chạm ở phía sau lưng này, cảm biến chống va chạm ở bên sườn này, cảm biến chống va chạm ở phía trên này, và cái cảm biến đo cao thấp ở phía dưới bụng này là cảm biến hồng ngoại mới, là khác với cái chiếc Mavic Pro là sử dụng cái cảm biến âm dội. Thế thì một trong những cái điểm thắc mắc lớn nhất của tôi khi mà có cái chiếc Mavic 2 Pro này trên tay đó là cái khả năng chống va chạm của máy nó như thế nào. Thế thì trước đây tôi sử dụng cái chiếc Phantom 4 Pro, nó cũng có hai cảm biến chống va chạm bên sườn. Thế nhưng cái cảm biến chống va chạm bên sườn thì nó chỉ hoạt động trong cái chế độ Tripod Mode và chế độ Beginner Mode, khiến cho là gần như tôi không sử dụng gì cả, bởi vì rất ít khi bay ở hai cái chế độ đó. Thì lên chiếc Mavic 2 Pro này thì nó cái cảm biến bên sườn nó còn hoạt động cả trong cái chế độ Active Track, thì tôi cảm thấy rất là tốt, bởi vì khi mà bay Active Track thì chúng ta không có thường là không để mắt được đến drone. Drone nó bám theo chúng ta tập trung lái xe, chúng ta tập trung chạy xe, chúng ta nhiều khi hoặc là làm cái việc gì đó chúng ta không để ý vào cái con drone. Vì vậy là cái việc mà nó bị va chạm khi mà bay Active Track, quay sát hai bên ở Active Track là rất thường gặp và rất thường xảy ra. Thì bên cạnh đó nữa là cái chiếc drone con Phantom 4 Pro trước đó của tôi ấy, thì cái nó nhận dạng cái vật cản ở cái cảm biến trước, cảm biến sau này khá là tốt. Tuy nhiên là nó khi mà nó gặp những cái vật cản nhỏ, ví dụ như là những cái dây điện này, những cái cành cây nhỏ này, thì nó không hoạt động, nó không nhận được những cái vật cản như vậy. Và tôi thấy rất là nhiều người bị rơi vì cái tình huống đó. Thế thì tôi cũng thắc mắc là không biết là trên chiếc Mavic 2 Pro thì hai cái cảm biến trước sau nó có được cải tiến, được design cải tiến, và nó có nhận dạng những cái vật thể vật cản nhỏ tốt hơn hay không, nhận dạng dây điện tốt hơn hay không. Thế thì hôm nay tôi sẽ so sánh hai chiếc drone này, khả năng chống va chạm hai chiếc drone này bay thử, và để tìm ra là câu hỏi là cho câu trả lời liệu nó có cái tính năng chống va chạm của chiếc Mavic 2 Pro liệu nó có tốt hơn là chiếc Mavic Pro hay không. Các bạn hãy theo dõi nhé. Vâng, và bài thử đầu tiên thì chúng ta sẽ thử với một cái vật thể tương đối dễ và tương đối to, đó là cái dễ cây trước mắt tôi đây. Đây là một bài thử tôi đánh giá khá là dễ, bởi vì cái vật cản này nó to. Vâng, và ở bài thử này thì chiếc Mavic Pro đời đầu của chúng ta hoạt động rất là tốt. Nó đã nhận ra được cái vật cản là cái cây ở đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó tự phanh và không cho tôi bay tiến lên nữa. Và bài thử này thì chiếc Mavic Pro hoàn thành xuất sắc. Mavic Pro chúng ta thì khi mà gặp những cái vật cản nhỏ, tôi sẽ thử một cái vật cản rất thường hay gặp là cái dây điện đây. Rất nhiều bạn vướng dây điện và chết khi mà cứ ỷ vào cái tính năng tránh vật cản. Nhưng mà khi gặp những vật cản, những cái sợi dây nhỏ như này, thì các bạn có thể thấy đó là chiếc Mavic 2 Pro, Mavic Pro chúng ta hoàn toàn không nhận ra cái vật cản này. Các bạn có thể thấy là tôi đưa lên đưa xuống, nó cũng không nhận ra là phía trước mặt nó có cái dây thép đó. Và mặc dù là cái điều kiện ánh sáng này thì rất là lý tưởng cho hệ thống Active Track, cái hệ thống chống va chạm hoạt động, trời nắng to và cái dây được chiếu sáng rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng là cái Mavic Pro của chúng ta hoàn toàn không nhận ra cái vật cản ở phía trước. Các bạn có thể nhìn thấy tôi đến rất gần rồi đây, có lẽ chỉ còn cách khoảng độ 20-30 phân nữa thôi, nhưng mà chiếc Mavic Pro chúng ta hoàn toàn không nhận ra vật cản đó. Thế thì các bạn nếu mà bay Mavic Pro thì sẽ phải rất là chú ý, khi mà gặp những cái vật cản nhỏ như thế này thì máy bay sẽ không thể tự tránh được đâu. Và tôi sẽ đặt chiếc Mavic Pro xuống. Vâng, và bài thử đầu tiên chúng ta cũng sẽ cho thử với
một cái vật cản khá là lớn ở chiếc cây đây. Mọi người có thể thấy là Mavic 2 Pro chúng ta cũng nhận ra vật cản cách dễ dàng, và nó khóa không cho bay tiếp rồi đây. Bạn có thể thấy là tôi cảm nhận là cái chiếc Mavic 2 Pro chúng ta nó ổn định hơn rất là nhiều. Trong cùng với điều kiện gió như vậy nhưng mà chiếc và chúng ta sẽ thử xem là Mavic 2 Pro chúng ta có nhận ra cái dây hay không nhé. Vâng, và dường như là chiếc Mavic 2 Pro chúng ta cũng không nhận được cái dây này. Bạn có thể thấy là nó hiện tại đây là nó chỉ báo cái cảm biến phía sau thôi, còn cái cảm biến phía trước thì nó hoàn toàn không báo một chút gì cả. Bạn có thể thấy rất là nguy hiểm, tí nữa thì chết, mà nó cũng không nhận được cái dây đâu các bạn, nên là các bạn bay phải chú ý nhé. Nó hoàn toàn chỉ báo cái cảm biến phía sau thôi, mà cái cảm biến phía trước cũng không nhận được vật cản đâu, nên là các bạn lưu ý là cả Mavic 1 và Mavic 2 Pro đều không thể nhận được những cái vật cản nhỏ như những cái dây điện như thế này. Thế nên là các bạn bay phải hết sức cẩn thận cho tôi. Nếu mà bạn bay bất cẩn thì cái việc mà nó xảy ra tai nạn là cái điều tất nhiên rồi. Đấy. Trong khi đó chiếc Mavic 2 Pro của chúng ta thì có cái khả năng nhận dạng cũng tương đương như là chiếc Mavic Pro. Mà thấy là nó phanh xa hơn, tỏ ra cần thận trọng hơn và phanh rất là xa. Đó, cái cây nó còn ở tít đằng này, nó phải phanh cách khoảng 2 mét, trong khi đó chiếc Mavic Pro của chúng ta thì 1 mét nó mới phanh. Chiếc Mavic 2 Pro tỏ ra thận trọng hơn rất là nhiều. Tôi sẽ thử cái cảm biến chống va chạm phía sau nhé. Cảm biến chống va chạm phía trước này, nó nhận được bức tường rồi. Tôi sẽ thử cảm biến chống va chạm phía sau này, đó, nó cũng nhận ra và đã tự dừng lại rồi đây, đúng không? Và tôi sẽ thử cảm biến chống va chạm phía bên cạnh của máy, các bạn có thể xem nhé. Cái cảm biến chống va chạm phía bên cạnh này thì nó chỉ hoạt động ở trong chế độ là tripod mode. Như vậy là tôi sẽ bật cái tripod mode lên. Bạn có thể thấy là nó đã hiện là báo là cả hai bên sườn cũng đã bật cái cảm biến chống va chạm rồi đây. Và chúng ta sẽ thử xem nó thế nào nhé. Đó, nó đã dừng lại rồi đây. Ta sẽ bay thử sang bên kia xem nào. Ở trong chế độ tripod mode này thì máy bay bay rất là chậm. Đó, nó cũng đã nhận được rồi. Và dừng khá là xa, cách khoảng độ 2 mét, nó đã tự động nó phanh rồi. Tôi cảm thấy rất là tiếc là chiếc Mavic 2 Pro của chúng ta nó không nhận được dây điện. Tôi kỳ vọng là nó có thể nhận được dây điện cơ, nhưng mà có vẻ là cái cảm biến sử dụng hình ảnh nó vẫn cứ có những cái giới hạn của nó. Và chúng ta sẽ thử cái cảm biến phía trên nhé. Đó, nó đã nhận là phía trên có vật cản và nó sẽ không bay lên nữa, các bạn có thể nhìn thấy. Nó đã nhận là phía trên đầu có vật cản và không cho chúng ta bay lên nữa. Tôi đang đẩy hết ga cái cần gạt lên phía trên đây, nhưng mà nó vẫn không, máy bay nó vẫn không bay lên, mà nó chỉ ở mức đó thôi.
thưa thầy. Cái cảm quan của tôi là chiếc Mavic 2 Pro của chúng ta bay ổn định hơn rất là nhiều. Để thấy là tất cả những cái sản phẩm của DJI thì đều là những cái sản phẩm rất dễ bay. Nhiều bạn cứ phân vân là liệu có phải mua trước máy bay rẻ về để tập bay hay không, thì tôi khẳng định là không cần thiết. Bởi vì bản thân những cái sản phẩm của DJI nó là những cái sản phẩm rất là dễ bay. Bạn mua những cái máy bay rẻ về nó bay còn khó hơn những cái máy bay này nhiều. Bạn tập bay thì tập bay bằng cái sản phẩm của DJI là cực kỳ hợp lý thôi. Nó rất dễ sử dụng, rất dễ bay. Để thấy là hệ thống hoạt động khá là ổn định. Và trên đây là những cái đánh giá của tôi bay thử. Thì qua đây thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận là cái chất lượng cảm biến chống va chạm của chiếc Mavic Pro 2 Pro nó cũng tương đương như chiếc Mavic Pro. Các bạn lưu ý là bay thì hết sức cẩn thận nhé. Hai cái cảm biến trước này nó không nhận được những cái vật cản nhỏ, mặc dù là cái dây đấy thì tôi thấy nó không nhỏ lắm và nó ở rất gần drone nhưng mà nó cũng không nhận ra được. Thế thì đó là một trong những yếu điểm rất là lớn của cái cảm biến chống va chạm. Các bạn bay thì tìm những cái chỗ thoáng đãng mà bay, phải khảo sát trước cái đường bay của mình và nhìn xem nếu như có dây điện, có những cái cành lá nhỏ thì các bạn hãy tránh nó ra, đừng để cho nó bay vào đó mà nó bị rơi thì rất là tiếc, đáng tiếc. Vâng, và đó là những đánh giá của tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích clip này của tôi thì xin hãy like, subscribe channel YouTube của tôi để đón đọc các cái bài đánh giá, các cái bài viết tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.